Hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với video nhận định về thị trường chứng khoán hàng ngày của em Toàn trên kênh Ichimoku Việt Nam anh chị nhé. Đó thì anh chị nào mà đang xem được cái video của em thì có thể là để lại cho em những cái lượt like, những trái tim màu tím để có thể là ủng hộ tinh thần cho em Toàn. Ngoài ra anh chị nào mà đang chưa có người đồng hành hỗ trợ đầu tư cho anh chị, hay là anh chị giao dịch mà hiện tại mà chưa có cái kết quả tốt ấy, thì anh chị có thể là chuyển về đồng hành cùng với em Toàn ở cái thời gian sắp tới nhá anh chị nhá. Đó thì tiêu đề ngày hôm nay thì em Toàn có để rằng là hôm nay là một cái cây nến Doji đúng không ạ? Đó thì đang thể hiện cái sự lưỡng lự của nhà đầu tư. Thì liệu thị trường của chúng ta, VN Index chỉ số của chúng ta sẽ tiếp tục tăng trong những cái phiên tới hay là sẽ điều chỉnh, thì em Toàn cùng với tất cả anh chị hãy cùng nhau để đi mà đi mổ xẻ và đi phân tích để cho chúng ta có thể là có thêm những cái góc nhìn để chúng ta có thể là hành động ở những cái phiên sắp tới anh chị nhé. Đó thì trước khi đi vào phân tích chi tiết video nhé, thì anh chị nào mà hiện tại mà muốn mở tài khoản đồng hành hỗ trợ cùng em Toàn thì có thể là quét cái mã QR code ở bên phía tay trái góc dưới màn hình nhá anh chị nhé, thì đường link mở tài khoản sẽ hiện ra và anh chị chỉ cần làm theo hướng dẫn ở đường link thôi. Còn anh chị nào có tài khoản VPS rồi thì anh chị có thể là chuyển về dưới cái ID thì em Toàn quản lý là BGMH em có thể trên màn hình. Đó, trong quá trình mở tài khoản hay là chuyển ID gặp khó khăn thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0886 239 201 để được em hỗ trợ nhanh nhất, tốt nhất và sớm nhất anh chị nhé. Đó, còn anh chị nào mà muốn vào cái Zoom Zalo cộng đồng như này này. Đó, em Toàn có một cái Zoom Zalo cộng đồng thì hoàn toàn là miễn phí thôi. Đó, thì hàng ngày ở trên cái nhóm này thì sẽ có cập nhật những cái nhận định hàng ngày. Đó, những cái đôi khi là có những cái thông tin liên quan đến tình hình trong nước và quốc tế thì em cũng có thể là cập nhật ở trên này để anh chị có thể là theo dõi đó các cái chỉ số kinh tế của Mỹ, hay là thi thoảng có những cái mã cổ phiếu nào đẹp thì em có thể là em gửi ở trên này để anh chị có thể là anh chị tham khảo anh chị nhé. Đó chẳng hạn đây đúng không ạ, bất động sản mua gạch đó, chứng mua VIX VCI đó, hay là như phim ngày hôm nay anh chị có thể theo dõi. Đó. Hôm nay em có gửi một cái bản tin như sau. Anh chị có thể nhìn qua về cái bản tin hôm nay em gửi. Cái ngày này nhá. Cái ngày ở đây thì em đang lấy lại cái form cũ như này, em chưa kịp sửa ngày nhá anh chị nhá. Đó thì ở dưới này thì em có nói này. Đó. Đây, đây là phiên ngày mùng 4 tháng 3, em copy lại form nên là quên chưa chỉnh ngày. Đó thì anh chị có thể là theo dõi ở đây. Đó, kịch bản thị trường tích cực khi giữ được vùng 1253. Đó. Và biên rung lắc của thị trường sẽ là từ 1245 đến 1270. Kịch bản 2 là mất vùng 1245 thì có thể là tìm về những cái điểm hỗ trợ xa hơn. Đó, và cân bằng trước khi có những cái diễn biến mới thì em sẽ cập nhật cho anh chị. Những cái cổ phiếu mà em khuyến nghị anh chị có thể là lấy vị thế được ở cái thời điểm này. Chẳng hạn như bất động sản thì có Nam Long này, Gạch Đích này, bán lẻ này, hay là nhóm đầu tư công này, DTD này, Đạt Phương này, HV này. Đó thì anh chị có thể thấy rằng hiện tại hôm phiên hôm nay thì nhóm bất động sản thì tăng khá là tốt. Đó, từ phiên sáng thì cổ phiếu Nam Long thì đã tăng trần đúng không ạ? Đó, một số cổ phiếu khác như là Đích hay là Gách thì Gách thì lấy từ phiên hôm trước rồi, thì phiên hôm trước đã tăng 4% rồi, hôm nay thì cũng không không có nhiều biến động. Đó, còn Đích thì hôm nay cũng có những cái thời điểm tăng hơn 4% đúng không ạ? Sau đóng cửa tham chiếu quanh quanh mức mức là 2% đúng không ạ? Đó. Thì anh chị nào muốn vào những cái nhóm bên này thì mình có thể là mình quét mã QR code ở bên phía tay trái góc trên màn hình thì em sẽ duyệt vào nhóm luôn cho anh chị nhé. Đó, lát livestream xong thì em sẽ duyệt luôn cho anh chị. Đó thì chúng ta hãy cùng nhau để mà không không để phải anh chị phải chờ đợi lâu nữa, thì em sẽ cùng anh chị để mà đi phân tích. Thì trước khi đi vào cái phần chính thì anh chị em mình cũng có thể là điểm qua cái phần thông tin, thì anh chị có thể thấy là hôm nay là một cái phiên giao dịch với một cái khối lượng khá là lớn. Đó, 28 hơn 28.000 tỷ, tổng ba sàn là nó khoảng độ đâu đó là 30.000 tỷ anh chị ạ. Đó, với cái số lượng mã xanh là 276, đó, mã tím trần là 7 mã, 90 mã tham chiếu và 190 mã đỏ. Thị trường của chúng ta tăng hơn 3 điểm, khoảng 0.25% về mốc là 1.261 điểm. Đó, thì tăng hơn 3 điểm. Chúng ta nhìn qua hành động về khối ngoại anh chị nhé. Khối ngoại thì anh chị có thể thấy rằng là hôm nay tiếp tục là một cái phiên mua dòng đúng không ạ? Đó, khối ngoại mua đâu đó khoảng độ là 100 tỷ đúng không ạ, có những cái thời điểm mua hơn 100 tỷ, nó kết phiên là mua 100 tỷ, thì đây cũng là một cái
góc nhìn, một cái đánh giá tốt nhé anh chị nhé. Đó, khối tự doanh thì có bán nhẹ một chút, có bán dòng nhẹ một chút. Về biến động của thị trường, anh chị có thể thấy rằng những cái cổ phiếu nổi bật như là KBC này đó, hay là Nam Long này đó, thì có những cái phiên trần rất là tốt. Ngoài ra thì có đích, còn đâu về chiều ngược lại, phía tiêu cực của thị trường thì anh chị có thể thấy là có TP Bank này đó, những cái cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán đỏ nhẹ chẳng hạn như là SSI hay SBS này. Vâng, thì đây là những cái thông tin qua, thì anh chị em chúng ta cùng nhau đi vào phần thứ hai để mà chúng ta phân tích về thị trường, chỉ số VN Index của chúng ta. Anh chị theo dõi thì có thể thấy rằng là hôm nay kết phiên là một cây nến doji đúng không ạ? Đây là trên khung ngày anh chị nhé. Còn anh chị nhìn về tín hiệu phân kỳ trong khoảng thời gian gần đây, thì anh chị có thể thấy rằng là hôm nay thì gần như là cái thế phân kỳ của chúng ta thì đã bị phá thế phân kỳ rồi đúng không ạ? Đó, thị trường tăng điểm. Đó thì phân kỳ của chúng ta thì gần như là đã bị phá cái thế phân kỳ rồi. Đó thì ngoài ra thì anh chị có thể thấy rằng là hôm nay là một cái phiên thanh khoản cũng khá là lớn. Đó, và kết phiên thì là một cái cây nến doji thì cho thấy rằng là thị trường của chúng ta đang có một cái sự lưỡng lự, đặc biệt ở những cái vùng quan trọng và những cái vùng mà rất là nhạy cảm như thời điểm hiện tại. Thì liệu rằng là thị trường của chúng ta thì có những cái phiên tới, chẳng hạn như ngay phiên ngày mai thôi, thì thị trường của chúng ta có chỉnh hay không? Đó. Hay là tiếp tục là thị trường của chúng ta sẽ được kéo. Thì anh chị có thể theo dõi ở cái khung H1 nhé anh chị nhé. Đó, H1 thì thị trường của chúng ta thì hiện tại thì vẫn như em chia sẻ là thị trường của chúng ta vẫn giữ được đâu đó quanh vùng giá là 1.245 đúng không anh chị? Đó. Kể cả thị trường của chúng ta có điều chỉnh về vùng 1.245 này, thì ở đây thì em Toàn cũng chưa gọi là một nhịp chỉnh của thị trường, mà chỉ gọi đó là rung lắc anh chị nhé. Thì cái mốc hỗ trợ đầu tiên của thị trường chúng ta là mốc 1.245 này, em có chia sẻ vài phiên gần đây. Đó, còn khi thị trường của chúng ta mà mất đi cái mốc 1.245 này, thì khi đấy thì chúng ta sẽ chính thức là bước vào một cái nhịp chỉnh. Đó. Còn chỉnh đến đâu thì lúc bây giờ có thêm cái dữ liệu đường giá thì em sẽ có thể là phân tích và em có thể là đưa ra cho anh chị nhìn nhận. Nhìn về khung nhỏ hơn, khung 15 phút nhé. Hiện tại thì khung 15 phút của chúng ta thì thật ra là chỉ số VN Index thì vẫn nằm ở trên hai đường MA của em thôi đúng không ạ? Hai đường chung chung bình động đúng không ạ? Đó, chưa có một cái dấu hiệu gì để mà vi phạm cả. Đó, thì em thấy rằng là đối với lại cái tình trạng hiện tại thì vẫn khá là tích cực. Đó, còn chúng ta nhìn qua về về vol đi. Đó, anh chị có thể thấy rằng là vol của chúng ta thì hôm nay là một cái phiên mà vol thì khoảng đâu đó là 30.000 tỷ, thì cũng là một cái phiên có cái số lượng vol khá là lớn. Nhưng mà anh chị nhìn thấy là thị trường của chúng ta thì thật ra là cái vol về mặt vol lớn này ấy, nếu mà thị trường của chúng ta mà vol lớn mà điểm số mà không tăng ấy, thì lúc bấy giờ thì cũng khá là nguy hiểm đó. Nhưng mà hiện tại thì thị trường của chúng ta thì anh chị thấy rằng là vẫn khá là tích cực, dòng tiền thì lan tỏa đúng không ạ? Đó, có những cái thời điểm mà có cái lượng cung khá là lớn nhưng mà ngay lập tức là có cái lượng cầu đỡ ngay đó, anh chị có thể là theo dõi. Đặc biệt là hôm nay thì có nhóm Midcap đúng không ạ? Midcap đúng không ạ? Có cái dòng tiền lan tỏa khá là tốt, và có nhiều thời điểm khoảng độ anh chị để ý bảng điện thì anh chị có thể thấy là cuối cuối cái phiên giao dịch buổi sáng ấy, thì có những cái thời điểm mà nhóm banh đúng không ạ? Nhóm banh của chúng ta tăng khá là tốt rồi, thì có những cái thời điểm mà nhóm banh gặp những cái mặt áp lực đó, thì thị trường của chúng ta gặp những cái áp lực, nhưng mà ngay lập tức là có những cái lượng lượng cầu vào để mà đỡ thị trường. Thì em thấy là về nhìn về vol cũng như là nhìn về điểm số ở thời điểm hiện tại thì cũng chưa có gì là quá là đáng quan ngại ở thời điểm hiện tại đúng không ạ? Đó, một vài các cái cổ phiếu mà còn điểm mua tốt trong thời gian vừa rồi đúng không ạ, trong thời gian nhạy cảm vừa rồi, trong suốt cái quá trình vừa rồi em có làm những cái video này hay là những cái buổi livestream hàng ngày của em ở lúc 22 giờ trên kênh Ichimoku Việt Nam đúng không ạ, em đã có nói phân tích rất là rõ các cái nhóm ngành còn điểm mua, chúng ta tập trung vào cổ phiếu thôi. Nhóm ngành nào mà còn điểm mua chẳng hạn như là nhóm đầu tư công đúng không ạ, nhóm chứng khoán đúng không, hay là gần đây là nhóm bất động sản đúng không ạ, em đã cho anh chị mua
và anh chị thấy là gần như là tất cả các cổ phiếu nào mà khỏe của thị trường của từng nhóm thì chúng ta đều có thể là nắm bắt được đó, và em đã view rất là kỹ đúng không ạ? Đó thì anh chị nào mà nắm thì cũng khá là tốt ở cái thời điểm này, chẳng hạn như là hôm nay anh chị nhìn thấy là nhóm chứng khoán đúng không ạ? À, em xin lỗi, nhóm bất động sản đúng không ạ? Có cổ phiếu Nam Long đó, trần luôn, anh chị thấy không ạ? Thì bây giờ những cái cổ phiếu này thì nó hiện tại thì nó cũng đã những cái cổ khỏe chẳng hạn như KDH nữa chẳng hạn đúng không ạ, thì gần như là nó cũng đã vượt nền hết rồi đó. Bây giờ để mà mua những cái cổ phiếu này thì thật ra rất là khó rồi và gần như là không thể mua được nữa đó. Chúng ta chỉ chờ, chỉ có thể là chờ để nó chỉnh mạnh thôi thì chúng ta mới có những cái điểm vào tiếp theo thôi đó. Chẳng hạn như Nam Long thì cũng đã đánh vượt nền rồi đúng không ạ, đó, bây giờ chúng ta mua thì gần như là không thể nữa rồi đó. Thì em thấy rằng là thời điểm hiện tại thì cũng là cái thời điểm mà khá là khó để mà chúng ta có thể là đoán được xem là thị trường sẽ tăng tiếp đến đâu hay là thị trường sẽ chỉnh về đâu đó. Mà bây giờ chúng ta đã có vị thế tốt rồi thì chúng ta hãy cứ nắm giữ cái vị thế của cổ phiếu mình đúng không ạ, chúng ta có thể là nâng cái chặn lãi lên dần đúng không anh chị? Đó thì mình cứ nâng chặn lãi lên dần đó, cổ phiếu nào mà vi phạm đúng không ạ thì mình chốt lãi ở cái vị thế đó. Còn đó ví dụ như là cổ phiếu mà thị trường mà tiếp tục tăng đúng không ạ, index của chúng ta mà tiếp tục có những cái kịch bản tích cực mà như em Toàn kỳ vọng và em Toàn đã phân tích ở thời gian gần đây là có thể tiến được về vùng 1.320 cộng trừ đúng không ạ, đó thì khi đấy thì rất là, nó là một cái điều rất là đáng mừng thôi đúng không ạ. Còn đâu anh chị có thể thấy rằng là index của chúng ta quay lại nhé, anh chị nhé, quay lại index của chúng ta đang là một cái cây nến doji này, thì thật ra cái điều này thì trong quá khứ ấy thì cũng xuất hiện rất là nhiều, anh chị có thể là theo dõi ở cái giai đoạn này đó, anh chị thấy không ạ, cũng là những cái phiên mà thanh khoản gia tăng này đúng không ạ, thì chỉ số ở thị trường của chúng ta là có những cái phiên nến doji, anh chị có thể theo dõi ở đây hay là phiên ở đây đúng không ạ, đó thanh khoản cũng theo chiều hướng gia tăng này, ở đây là một cái nến doji lưỡng lự này đó. Thì anh chị thấy rằng là sau đó nó vẫn tiếp tục và nó kéo đúng không ạ, từ 1.217 đúng không ạ lên đâu đó là 1.243, nó thêm khoảng độ là hơn 20 điểm, 30 điểm nữa đúng không ạ. Đó thì thị trường của chúng ta thì hiện tại thì em thấy rằng là điểm số thì vẫn tích cực đó, dòng tiền vào mạnh lan tỏa ở tất cả các nhóm ngành đó. Ở những cái thời điểm như này thì chúng ta có thể thấy rằng nhóm banh thì đang chững lại đúng không ạ, nhóm banh đang chững lại thì dòng tiền lan tỏa sang các cái nhóm khác đó. Khi khi dòng tiền lan tỏa sang các cái nhóm khác nhé, có cái áp lực chốt lời đó, những cái nhóm khác cũng chẳng hạn như là nhóm chứng khoán đúng không ạ, cũng có những cái áp lực chốt lời, nhưng mà anh chị thấy rằng là thật ra là cái điểm số của nó ấy, thì những cái cổ khỏe anh chị thấy không ạ, vẫn giữ được ở đâu đó quanh cái mức tham chiếu đó. Đây là khi thị trường gặp áp lực nhé anh chị nhé, đó thì các cái cổ của chúng ta thì gần như là vẫn khá là tốt đó. Thì hy vọng rằng là kể cả những cái nhóm chứng khoán này nhá, thì em đã khuyến nghị khá là lâu rồi đó, kể cả bây giờ hàng của chúng ta đã về rồi đúng không ạ, chúng ta tiếp tục và chúng ta nâng những cái điểm chặn lại lên thôi thì nó cũng không vấn đề gì cả. Còn ví dụ thị trường của chúng ta mà tiếp tục kéo thì như thế thì cái lợi nhuận của chúng ta rất là tốt đó. Trong một cái thời điểm mà khá là nhạy cảm thì gần như là em làm những cái video về các cái nhóm ngành ấy và những cái mã cổ phiếu mình có thể là tham khảo và tham gia được ở những cái thời điểm đấy ấy, thì đâu có ai dám là mua ở những cái thời điểm đấy đâu đúng không anh chị. Còn bây giờ khi mà các cái nhóm mà gần như là nó đã vượt khỏi nền rồi thì bắt đầu chúng ta lại bắt đầu đi hỏi mua thì thực ra là nó rất là nhạy cảm đó. Thì trên đây là những cái phân tích và những cái đánh giá của em qua về thị trường cũng như là về chỉ số của chúng ta đó và hành động của chúng ta, thì em thấy rằng là anh chị hiện tại thì nên duy trì ở một cái tỷ trọng nó vừa phải để khi mà thị trường của chúng ta gặp những cái biến động thì chúng ta có thể là xử lý làm sao mà nó dễ nhất có thể anh chị nhé. Còn đâu thì em thấy rằng là trong các cái khung nhỏ hay các cái khung lớn, chẳng hạn từ khung 15 phút đúng không ạ, chúng ta chưa chưa gặp bất cứ một cái vấn đề gì cả đó. Có thời điểm thị trường của chúng ta rơi về quanh mốc 1.258 thì anh chị thấy rằng là ngay lập tức là có những cái lượng cầu vào đúng không ạ, đợi thị trường ở đây
Đó, gặp cái đường MA34 của em có những cái phản ứng rất là quyết liệt, anh chị thấy không ạ? Đó. MA34 này thì nó link với cái mốc Fibo là 0.328 anh chị nhé. Đó. Anh chị nào mà dùng Fibo thì sẽ có thể là nắm được cái vấn đề này. Đó. Và lý do em sử dụng MA34 và 89 là nó cũng khá là đặc biệt đấy. Còn em không sử dụng mấy đường như là 10, 20 hay 50. Đó, và em chủ yếu em sử dụng hai đường 34 và 89 thôi. Đó, về nhìn về khung 1 giờ đây. Đó, khung 1 giờ thì cũng chưa có vấn đề gì cả. Đó. Thì anh chị nào nhá, anh chị nào mà đang có những cái vị thế tốt thì mình cứ nắm giữ thôi, còn nếu mà full tỷ trọng thì mình có thể là thực hiện hóa một cái phần tỷ trọng nó 30 đến 50% lợi nhuận đi. Đó, mình khóa cái phần lợi nhuận đấy lại và mình nâng cái chặn lãi lên. Đó, để mà khi mà thị trường có những cái biến động ấy thì chúng ta có những cái lợi nhuận tối ưu. Còn ví dụ thị trường mà tiếp tục kéo thì mình sẽ có thêm những cái lợi nhuận nó tốt nhất. Đó. Thì trên đây là những cái nhận định cũng như là những cái phân tích của em về chỉ số VN Index của chúng ta cũng là về thị trường chung của chúng ta. Đó, tối nay vào lúc 22 giờ anh chị nhé, thì em sẽ có buổi live stream về các cái nhóm ngành, các cái cổ phiếu tiềm năng hiện tại. Đó, thì rất là mong anh chị có thể là đồng hành và giao lưu cùng với em. Đó, thì em sẽ phân tích chi tiết hơn cho anh chị về các cái nhóm ngành và từng cổ phiếu một. Đó. Cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video của em. Đó, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những cái buổi live stream, những cái video sau. Đó, và cảm ơn anh chị đã lắng nghe.